Đài RT dẫn lời phó phát ngôn của Quốc hội Nga Peter Tolstoy rằng Duma Quốc gia Hạ viện Nga và Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga đang lên kế hoạch thảo luận về việc nước này rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới. Các tờ trình đã được Bộ Ngoại giao Nga gửi tới Duma Quốc gia trước đó. Ông Tolstoy khẳng định Nga đã rút khỏi Hội đồng Châu Âu. Bây giờ, bước tiếp theo là rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới. Những tổ chức đã bỏ qua tất cả các nghĩa vụ liên quan đến đất nước của chúng tôi. Ông cũng nói thêm rằng chính phủ Nga dự kiến sẽ sửa đổi các nghĩa vụ và hiệp ước quốc tế khác hiện không mang lại bất kỳ lợi ích nào nhưng gây thiệt hại trực tiếp cho đất nước. Vào tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố các hạn chế bất hợp pháp do các quốc gia phương Tây đặt ra đối với các công ty Nga trái với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới và yêu cầu cập nhật chiến lược của Nga trong tổ chức trước ngày 1 tháng 6. Theo RT, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các lệnh trừng phạt lên chính quyền Moscow khiến Nga phải chịu khoảng 10.000 hạn chế có mục tiêu, biến nước này thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới. Theo hãng tin Reuters, vào tuần trước, ngày 10 tháng 5, các thành viên khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới đã thông qua một nghị quyết có thể dẫn đến việc đóng cửa văn phòng khu vực của Nga và đình chỉ các cuộc họp ở nước này như động thái phản đối các hoạt động của Nga liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Phiên họp đặc biệt của khu vực châu Âu đã thông qua nghị quyết cho Ukraine và Liên minh châu Âu ủng hộ với 43 phiếu thuận, 3 phiếu chống, gồm Nga, Belarus, Tajikistan và 2 phiếu trắng. Phiên họp đặc biệt của khu vực châu Âu đã thông qua nghị quyết cho Ukraine và Liên minh châu Âu ủng hộ với 43 phiếu thuận, 3 phiếu chống, Nga, Belarus, Tajikistan và 2 phiếu trắng. Đại diện Tổ chức Y tế của Liên Hiệp Quốc này và các bên ủng hộ nói thêm rằng họ rất nỗ lực để tránh bất kỳ tác động lớn nào đến hệ thống y tế của Nga.